sáng tài năng. Như thế với cả chân tay là không có như thế này, trông như là kiểu tuổi lắm được, chân là phải đứng im, đi lên đi xuống tạo dáng kiểu thế đúng không? Ừ nhá, không được, không phải là xoắn quẩy như thế này, không phải là xoắn quẩy như thế này, không phải là xoắn quẩy như thế này, chân nhẹ nhàng thôi, từng bước một, gửi vào đây, đứng lại, tâm hồn người Việt. Đúng không? Đúng không? Người Việt mà mình phải chữ S một tí, hiểu không? Con đứng lại đi xem nào, đứng thôi chỗ này xem nào. Đứng sâu bị đứng sâu quá, đứng đây thôi. Đấy, đứng chỗ đấy luôn. Xong sau đấy thì chạy tiến lên đây thì nó sẽ phải ở cái khoảng này. Hiểu không? Con đứng thủ tít dưới kia con hát ai nghe. Chân đây, nhìn thẳng về phía khán giả, hất hông lên. 1 2 3. Thì cái đoạn taxi này. Taxi dừng chân lại chút đi, đứng chen vào phía dòng người bên kia. Oh, oh, oh. Đúng không? Khi mà con đi lên thì con hất người đi lên như thế này, theo cái nhịp của cái bài của con hát ấy. Hát đi, vừa hát vừa đi lên cô xem nào. 2 3. Taxi dừng chân lại chút đi, đứng chen vào phía dòng người bên kia. Oh, oh, oh. Taxi dừng thêm một chút đi, nghe oh 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 oh. Con đang bị mệt à? Hay sao? Tại vì cô thấy kiểu bị căng cứng lắm. Con giọng con rất là tốt, nhưng mà cô đang bị cảm giác ngồi bị bật như kiểu bật đang bật đài lên nghe. Cái biểu cảm khuôn mặt của mình quan trọng này. Đúng không? Rồi con đang hát một bài, tất nhiên bài này nó là hơi rock, nhưng mà mình vẫn phải thể hiện. Một là con thể hiện nó cool hẳn, còn không con phải cười lên. Còn bây giờ mặt con đang bí xịt xịt ấy, lên hình nó sẽ rất xấu. Chứ mình không thể nào mà bước lỏng lẻo đi lên như thế này được, đúng không? Con đang hát rất sung, chân con phải đuốc làm sao mà để cho người ta cảm thấy là kiểu mình đang hát và mình đang rất sung, tôi đang hát rock mà, đúng không? Thì một là mặt rất là cool, cúi xuống hát một bên thôi cũng được, không cần phải đi qua hai bên, hát một đứng ở một bên thôi cũng được. Tất cả mọi thứ lên truyền hình ấy nó chỉ có mấy phút thôi. Ngay khi mà con xuất hiện, con phải tạo thiện cảm. Khuôn mặt con phải biết lợi thế của con. Thì con phải làm sao để mọi người thấy con có thiện cảm. Mình tham gia thần tượng âm nhạc nhí mà, đúng không? Mình vẫn phải vui tươi lên chứ không thể nào mà mặt mình cứ hát kiểu như thế này được, không ai xem. Nếu mà rock thì phải chân tay phải nhìn trông nó dứt khoát lên, ừ, dứt khoát mà trông nó máu lên, chạy lên cũng được, đứng từ đây đi lên. Mama no best, đúng không? Đi dịch từ đây chạy cũng được, không sao hết, không ai đánh giá cái đấy cả. Tại vì con hát được, đâm ra là con phải làm được những cái đấy. Có đôi giày khác để thay không? Bởi vì cô thấy đôi này trông nặng lắm. Hỏi bố mẹ xem. Con có thấy thích không? Tại vì bé thích bình thường thì cứ để cho nó mang. Nghe. Ủa mà em thấy mang đi. Ủa kiểu của em đây.